Xin chào toàn thể đồng bào, mình đã trở lại trong một cái này gọi là cái teaser của Mắc Mệt phần 2. Thế nào là sống thanh thản? Dễ mà, thì cứ để tâm hồn này nó tồng ngồng ra thôi. Mình sẽ kể một câu chuyện giữa mình và một thằng bạn mà bây giờ, lúc đó thì nó lớn hơn tuổi mình, nhưng bây giờ thì mình đã lớn hơn tuổi nó. Thế nào là sống thật với bản thân? Thế nào mới là chính mình? Dễ mà, học cách sống của cỏ thôi. Bình thường thì mình chẳng nghĩ cái mẹ gì cả, nhưng rồi một hôm mình lại phải nghĩ, lại tự vấn bản thân về những ngày đã qua. Đời này mấy chốc, thì cứ vui đi, cứ cười đi, chứ biết sao giờ, nhỡ mai thức dậy không còn được khóc, được cười, được giận, được yêu thương. Thì đôi khi cũng có sự vấp ngã, nhưng mà ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, chứ không lẽ lết đến chỗ khác để đứng dậy. Và chúng ta có quyền kiêu hãnh về những ngày đã qua, dù nó có là cái đéo gì thì cũng thế thôi. Này, nhớ đón xem cái series Mắc Mệt phần 2, nó có khá nhiều điều thú vị đấy.